nó chạy hơi cố. Vâng. Thì nó bị IT band hai bên. Vâng. Đi nó, nếu nó lệch tư thế một cái là nó bút dọc chỗ này. Tập từ sau này, tập cho từ trước thì mình đã về vấn đề đạp xe là được rồi. Anh cứ đi lại bình thường thôi, anh cứ đi lại bình thường cho xem mình nghe ngóng xem nó như thế nào. Thì mấy mình nhớ là cái động tác nào mà nó đau thì mình chẳng. Anh là bị như thế nào ạ? Tức là cách đây khoảng gần một tháng rồi, thì vâng. Nó mới chạy hơi cố. Vâng. Thì nó bị IT band hai bên. Vâng. Thì ngưng khoảng nửa tháng. Vâng. Thì bắt đầu nó cách đây khoảng hơn một tuần, khoảng một chục ngày rồi, thì bắt đầu chạy nhẹ lại. Vâng. Nó chạy tốc độ rất thấp, khoảng 7.5. Vâng. Thì chạy được khoảng 5 cây thì cảm giác hơi chùn. Vâng. Thế đến ngày hôm sau cũng lại là 5 cây nữa, rất nhẹ thôi. Vâng. Thì khi chạy thì cái IT band bên này nó nặng hơn bên này nữa. Vâng. Thế thì trọng lực có thể dồn nhiều bên trong. Thế sau đi bộ thì nó đánh khực một cái. Thế tức là nó buốt, tức là nó rất buốt. Vâng. Thế thỉnh thoảng nó hôm đấy thì nó kiểu nó yếu thì thỉnh thoảng cũng khoảng mấy phút thì nó lại dính như thế. Kể từ hôm nay, tức là đi nó nếu nó lệch tư thế một cái là nó buốt dọc chỗ này. Vâng. Nó anh đi lại thì vẫn bị đi lại là chỉ thỉnh thoảng thì thỉnh thoảng nó dính một cái, tức là khi nào thẳng thấy gối này thẳng hẳn ra xong thì nó lệch cái tư thế kiểu dạng như thế này là rất bị lệch. Khi mà nó vào cái vị trí đấy nó phải dừng chịu lực ngay và phải chỉnh cái nó lại về tư thế. Anh chỉnh như nào, tức là lệch cái chân xoay kiểu à, xoay lựa thế này cái thôi. À, thì nó lại bình thường. À, nó lại bình thường, đi lại thì nó bình thường. Vâng. Cái gối này đã chấn thương bao giờ chị ạ? Đấy chỉ là tức là cách đây khoảng hơn một tháng thì nó cũng chạy nhiều thì nó đau không biết là chạy trơn trượt thì nó bị IT band hai bên. Vâng, hai bên. Vâng. Thế đau không anh? Không sao đâu. Có hơi tức tức à? Tức à? Nhưng đúng cái chỗ đấy không? Vâng. Đây ạ. Đúng nó hả? À? Vâng. Nó đúng đây ạ. Đúng đây. Vâng, đau nhất. Dí đâu? Dí thì mình căng. Đấy cái điểm đấy nó vẻ là điểm chốt đấy đúng không? À. Đây ạ. Vâng. Đau nhiều chứ anh thấy căng ở đây đấy thì. Đúng rồi. Đấy, đúng cái chỗ đấy là đau hết đấy. Dí nó rất buốt rồi. Đi đâu? Có đâu. Hai cái chân này thì ở về cái IT band đấy, cái giải độ chạy này thì nó bị giống nhau. Vâng. Bị nặng nhẹ khác nhau một chút xíu thôi. Vâng. Nhưng vấn đề là cái này của anh là rách cái gân bánh chè. Rách rồi. Rách cái gân bánh chè. Nhưng rách thì rách cũng nhẹ thôi, tuy nhiên thì đã gân bánh chè thì nó lâu lành lắm. Đây là cả cái gân bánh chè đây nhá. Vâng. Đấy cả gân bánh chè, đây là xương bánh chè này. Vâng. Dưới này đây. Đây là cái xương bánh chè tương đương với đây nhá. Đấy. Cái chỗ này này. Cái này là lửa củ trời trước này. Vâng. Gân bánh chè nó bám vào đây này. Đấy. Thấy mịn tí ở phía ngoài này. Rách cái gân bánh chè. Vâng. Vâng. Cái này nó sẽ tương đối lâu đấy. Nó khoảng bao lâu rồi? Cái này thì nhanh thì cũng phải hơn 2 tháng. Để mà anh có thể chạy được. Em muốn lên nhanh nhé. Tất cả mọi thứ là nhanh giờ mà không được chạy nữa rồi. Đương nhiên là anh vẫn chạy rồi, anh thay vì chạy nhóm cơ độ cao đạp xe thôi, anh vẫn tập xong. Vâng. Vẫn tập cho những cái nhóm cơ đùi trước đùi sau các thứ này. Vâng. Tôi đùi sau cả chân sau phải để thấy sao điều trị tích cực, cái này làm rất nhiều thứ thì nó mới ổn. Nhưng vấn đề là đầu tiên nhất bây giờ là để đi đi lại thì mình đi. Vâng. Thỉnh thoảng mất vị trí cái nó vào rồi đấy thì sẽ nguy hiểm hơn. Vâng, thì bây giờ thì vấn đề là mình phải quản lý cái địa phương, chúng ta cho nó liền tương đối rồi đó. Đấy, điện xung hồng ngoại siêu âm, vi sóng laser, massage, subway các kiểu. Đấy, sau này cần tiêm huyết tương tự tổ cầu một thứ đây nó mới liền được cho. Huyết tương tự tổ cầu thì nó không phải là thuốc, nó là cái máu của mình ấy. Đấy là tách chết thành từng chiếc đầu tiên đó. Nó lành thế, nhưng gần này nó lâu lành lắm. Đấy. Bây giờ anh chăm sóc ở nhà đấy. Đấy. Thì là tức là mình tập cho tất cả những nhóm cơ đùi này, đùi sau này, cả chân sau này này, nó khỏe lên, nó hỗ trợ cho cái mặt trước. Đấy thì anh có thể là đấy, ngoài ra vấn đề là tập đùi sau này, tập cho đùi trước thì mình đã về vấn đề đạp xe là được rồi. Tốt rồi đấy, sau khi mỗi khi tập xong thì anh kiểm mát nó vào.
chườm mát, anh ấy là cho túi nước đá, sau đó rồi anh cho cái khăn khô vào anh đắp vào đấy để nó chườm khoảng từ 20 đến 30 phút. Và đặc biệt của nó là nó chỉ mất bát thôi thì nó sẽ hồi phục, nó sẽ tốt hơn so với việc nó lạnh quá. Nó lạnh quá thì nó sẽ không tốt bằng những việc nó mát từ 9 đến 12 độ. Và tự nhiên là cái mớ rau hay là cái quả táo để trong tủ lạnh anh để lên đây nó mát đi, tầm đấy là vừa. Còn cái đấy thì cũng nên thường xuyên làm. Cái đấy thường xuyên làm, cái này nhất là trong những thời gian này, ít nhất là trong tuần đầu thì ngày nào anh cũng nên làm. Một ngày lúc khoảng 30 tiếng anh làm lần, và đặc biệt là quan trọng nhất là lúc anh khi mà anh vừa tập xong ấy, thì anh sẽ chắc chắn là phải trường rồi. Làm liên tục như thế. Cũng không nên, không nhất thiết phải nghỉ hẳn. Đúng rồi, vì thực ra nghỉ hẳn thì nó không tốt. Vì cái này của anh bị những cái này là do vì cái này nó yếu hơn cái lượng vận động của anh. Cái lượng, cái sự chịu đựng của nó kém hơn cái lượng vận động đó, cho nên là dẫn đến là nó mới đau như vậy. Thế còn tính ITB này thì nó chính lý do chính của nó là gì? Đối với cái lý do chính thì đa phần đấy là do là nó là quá tải. Đây là tất cả khi mình cái mức chạy của mình cứ chạy lên chạy xuống như này. Khi nó gấp vào nhiều quá, nó sử dụng là nó bị nhiều quá thì nó bị thôi. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó liên quan đến cái vấn đề là cái đường chạy của mình mà nó mấp mô, mà nó không phẳng, nó không cân đối, nó rất là dễ bị. Nên là khi nó đỡ đau thì khi nào thì phải chạy lại đối với ITB này? Tất nhiên bây giờ thì phải chờ 2-3 tháng rồi. Vâng, đối với cái này này, để mà chạy được lại thì khi mà anh cứ chạy lên từ từ thôi. Thường đối với ITB này, nếu như mà mình mà điều trị tốt ở cái mức độ như của anh ấy, thì chỉ cần khoảng độ 6 tuần là ok, chắc chắn là ok rồi. Trong cái khoảng thời gian điều trị đó thì thường xuyên anh vẫn cứ tập luyện bình thường đấy, nhưng mà luôn luôn là mình ví dụ như mình ái trình được cái khoản mình chạy đấy, mình không để đến cái ngưỡng đau của nó đó, mình vẫn cứ luyện tập, xong rồi dần dần nó sẽ lên dần dần ngoài ra mình sẽ tập một số những bài tập bổ trợ khác nữa để hỗ trợ cho tất cả những nhóm ngân cơ đó. Bình thường đi lại mà cũng không có chuyện, chỉ có được khi nào bất chợt tớ vào cái tình thế bác là phải ngay lập tức chuyển sang bên kia. Anh cứ đi lại bình thường thôi, anh cứ đi lại bình thường xong rồi xem mình nghe ngóng xem nó như thế nào đó, thì mấy mình nhớ là cái động tác nào mà nó đau thì mình chặn nó ra thôi. Còn nó khi nào mà ví dụ như là mình nhớ là cái động tác ngày hôm qua nó như thế này thì nó đau ấy, thì ngày hôm nay mình thấy thế nào thôi.